xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữ của tỉnh Tuyên Quang và đội tuyển bóng truyền hay nữ của công ty Bái Lợi tỉnh Bắc Cạn trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hơi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Ở sân đấu này thì các cầu thủ của Tuyên Quang trong trang phục áo trắng phía gần mời các bạn và các cầu thủ của công ty Bái Lợi Bắc Cạn trong trang phục áo đỏ phía xa mời các bạn. Đây là giải đấu dành cho lứa tuổi U40 đến U45. Đây là giải đấu dành cho lứa tuổi U40 đến U45 phải nói là. Như vậy điểm số bây giờ là 1-2 bên tuyển Bắc Cạn có bóng công ty Mai Lợi tỉnh Bắc Cạn thì mình đọc là đội Bắc Cạn và đội Tuyên Quang cho nó dễ nhá, bởi vì cho nó cân xứng với dưới tỉnh thì người nghe dễ hiểu hơn. Các bạn ạ, đọc chữ Mai Lợi thì ví dụ một người nào nghe họ chẳng biết cái gì là Mai Lợi là cái gì, thì tâm ra là mình đọc là Bắc Cạn và Tuyên Quang. Như vậy điểm số bây giờ là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Tuyên Quang. Và nói các cầu thủ Tuyên Quang tham dự giải đấu này thì đấu rất hay ở lứa tuổi U40-46. Điểm cho các cầu thủ Tuyên Quang 4-2. Tuyệt vời và nó là 13 cho các cầu thủ Tuyên Quang. Một trận đấu rất hấp dẫn, liên tục dẫn điểm trong trận đấu vừa qua của các cầu thủ đến từ Tuyên Quang. Bên tuyển Bắc Cạn xin hội ý. Với điểm số 11-3 nhưng về Tuyên Quang. Đội bóng rất tốt và là sự vượt trội về kỹ thuật của các cầu thủ Tuyên Quang. Thể hiện bằng điểm số 12-3. Một chênh lệch điểm rất lớn. Lỗi chạm lưới của các cầu thủ Tuyên Quang trong pha bóng vừa rồi, chính xác điểm cho các cầu thủ người ta bắt rất chuẩn, trọng tài số 2 bắt rất chuẩn trong pha bóng vừa rồi. 4-12 cho Bắc Cạn. Bên tuyển Bắc Cạn phát bóng không báo cáo với các bạn đây là trận đấu dành cho lứa tuổi U40-46 nên mức độ hấp dẫn của trận đấu rất tốt, đội đã yếu là thắng rất đậm. Bóng ngoài sân rồi, đổi điểm cho Tuyên Quang 13-4.
Không được rồi. Điểm cho Bắc Cạn 51 à, 54. Đúng rồi. Bên tuyển Tuyên Quang phải nói là Quang công rất tốt. Bóng chạm bằng tem 6-14 cho các cầu thủ đến từ Bắc Cạn. Bóng rất tốt, số 8 bật rất tốt. Không được rồi, bóng không có lưới tuyển 2 vẫn hỏng. 15-6. Bên tuyển Tuyên Quang phát bóng, số 12 của Tuyên Quang phát bóng. Trọng tài biên chỉ trong sân. Điểm 16-6 cho Tuyên Quang. Bỏ nhỏ thành công, pha bỏ nhỏ rất tốt của số 8. 17-6 cho Tuyên Quang. Bóng ngoài sân rồi. 18-6 cho các cầu thủ Tuyên Quang. Bên tuyển bóng trong sân 19-6. Số 5 của Tuyên Quang phát bóng và được khoảng cách điểm rất lớn. Tuyển 2 rất kém của Tuyên Quang. Của Bắc Cạn phải nói rất kém. Tuyển 2 thật sự rất kém, đâm ra là không có pha chắn bóng, đâm ra là để họ đập từ sâu quá. 26. Anh ơi, em kết bạn Facebook của anh để em live stream của anh rồi. Bóng qua sân rồi, đổi điểm. À như vậy kết, đó. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Tuyên Quang giành chiến thắng trước các cầu thủ Bắc Cạn với điểm số là 21-6. Hai đội tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai giữa các cầu thủ Tuyên Quang và các cầu thủ Bắc Cạn. Sang trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Tuyên Quang phía xa màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Bắc Cạn phía gần màn ảnh các bạn. Rất tuyệt vời. Vậy điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Tuyên Quang vừa đá bóng ngoài sân. Số 3 của Tuyên Quang phát bóng. Và nói các cầu thủ Tuyên Quang tham dự giải đấu này rất tuyệt vời, rất chắc. Cầu thủ rất xuất sắc. Cũng có lẽ là chỉ sau đội Quảng Ninh thôi. Và bóng lắt léo. Bóng trong sân rồi. Điểm 2-0 cho Tuyên Quang. Đập bóng tốt 3-0.
bóng trong sân. Điểm 5-0 cho các cầu thủ Tuyên Quang. Ở set đầu tiên thì các cầu thủ của Tuyên Quang cũng thắng rất đậm, tỷ số là 21-5 đây. Sáu không. Thì số bây giờ là 6-0. Bây giờ không có lấy rồi, 7-0. Lỗi rồi. Chúng ta bắt lỗi kỹ thuật của các 8-0. Bóng ngoài sân 9-0 liên tục. Dứt điểm của các cầu thủ Tuyên Quang. Như vậy điểm số được nâng lên 10-0 cho các cầu thủ đến từ Tuyên Quang. Gặp một đối thủ rất nhạt khí. Quả này điểm số cho các cầu thủ Tuyên Quang 11-1. Quả nhỏ thành công 2-11 bên tuyển Bắc Cạn phát bóng. Có lẽ là bên tuyển Tuyên Quang suy thanh rồi, họ rút bớt chủ quân ra giữ sức. Đây là Tuyên Quang số 10 vào sân và thay cho số 12 rút bớt chủ lực ra để giữ quân. Chúng ta đã thử còi. Giờ là 13-3. Tấn bóng tốt và thực hiện bắt bài của các cầu thủ Bắc Cạn 14-3. Số 5 của Tuyên Quang phân bóng. Còn không 16-3.
Tân số 4. Đội nữ 4753. Công ty may đó các bạn. Nhà công ty Sơn Tiên, Thái Nguyên. Hai đội nhà sân số 4 thi đấu. Điểm 17-3. Hai đội chênh lệch rất chênh lệch về trình độ kỹ thuật. Tuyên Quang phát bóng. Mà thành phố Hà Nội và cũng như các đội Yên Phong Bắc Ninh di chuyển đến sân số 4 thi đấu. Xin nhắc lại nội dung 18-3 cho Tuyên Quang. Xin mời hai đội tuyển Tuyên Quang và nó là công rất tốt. Các đội Yên Phong Bắc Ninh di chuyển đến sân số 4 thi đấu. Đấm bóng tốt. 19-3. Thế này thắng đậm hơn cả xếp trước. Xếp trước là 21-5. Bây giờ thế này mới là 19-3. Gần như các cầu thủ Bắc Cạn được bớt tổng tâm trước lối đánh khi đánh dũng mãnh của các cầu thủ Tuyên Quang. Rất dối trận, vỡ trận luôn. Có quả 20-3 cho các cầu thủ Tuyên Quang. Trước khi vào trận đấu thì đi các giải đấu này thì gần như các cầu thủ Bắc Cạn chưa được cọ sát với các đội mạnh. Chưa được cọ sát các đội mạnh nên khi thực tế vào gặp các đội mạnh hay bị vỡ trận lắm. Hết 21-3 là điểm cuối cùng. Như vậy kết thúc set đấu thứ hai thì Tuyên Quang giành chiến thắng đậm trước các cầu thủ Bắc Cạn với điểm số là 21-3 và chiến thắng 2-0.